Nhựa có giá sản xuất rẻ, nhẹ, bảo quản tốt và có thể được biến đổi thành hình dạng mong muốn. Có thể thấy nhựa ở mọi nơi trong cuộc sống hàng ngày, không chỉ ở những nơi có bàn chân con người chạm tới mà còn có ở cả trên đỉnh Himalaya. Nó cũng được tìm thấy ở rãnh Mariana sâu nhất và cả trong cơ thể con người nữa. Nhưng điều đáng lo ngại là chưa có kết quả nghiên cứu chính xác về ảnh hưởng của những hạt nhựa siêu nhỏ này đối với cơ thể. Ngay lúc này, nhựa đang lặng lẽ tích tụ trong cơ thể chúng ta. Nhựa chủ yếu được tạo thành từ các hợp chất hóa học từ dầu mỏ. Những hợp chất hóa học này không dễ dàng phân hủy trong tự nhiên. Chúng đi khắp nơi và cuối cùng chảy ra biển. Nhựa lớn có thể được xử lý và loại bỏ thông qua tái chế, thu gom hoặc đốt. Nhưng việc tìm kiếm những hạt nhựa nhỏ, như những hạt nhựa trong sản phẩm làm đẹp chứa microbis hoặc trong kem đánh răng, hoặc các mảnh nhựa đã bị phai mờ và phân hủy, rất khó để có thể lọc ra được, đặc biệt là trong cơ thể của sinh vật. Trên thực tế, chúng tôi đã nhận được các mẫu cắt bỏ đại tràng, nhau thai người và mô phổi từ 8 tình nguyện viên. Kết quả là tất cả đều có kết quả xét nghiệm dương tính với ô nhiễm vi nhựa. Khi hạt nhựa siêu nhỏ xâm nhập vào cơ thể con người, chúng có thể di chuyển đến bất kỳ cơ quan hay não nào và gây ra vấn đề về sức khỏe. Điều này đã được xác nhận thông qua một thí nghiệm trên chuột. Các nhà nghiên cứu do tiến sĩ Lauren Gaspar của Đại học Rutgers Iceland dẫn đầu đã điều tra tác động của việc tiêu thụ hạt nhựa siêu nhỏ thông qua nước và thức ăn đối với hành vi và quá trình viêm nhiễm trên toàn bộ các loài động vật có vú. Họ chia chuột thành hai nhóm. Một nhóm được cung cấp nước chứa hạt nhựa siêu nhỏ kích thước từ 0.1 đến 0.2 micromet trong suốt 3 tuần và một nhóm được cung cấp nước sạch. Chuột hấp thụ nhựa đã cho thấy sự thay đổi nhanh chóng trong hành vi. Chúng có vẻ như mất phương hướng, liên tục di chuyển hoặc tìm kiếm một cái gì đó, giống như bệnh nhân mắc chứng mất trí nhớ. Thông qua phân tích cấu trúc nội tạng, các nhà nghiên cứu đã xác nhận rằng các hạt nhựa bị hấp thụ sẽ tích tụ trong hệ tiêu hóa. Nhưng thực tế, chúng đã được tìm thấy ở tất cả các cơ quan như tim, phổi và đặc biệt là não, cho thấy rằng chúng đã đi ra khỏi hệ tiêu hóa, di chuyển qua máu và tim để tiếp tục lưu thông trong cơ thể. Những con chuột uống nước chứa hạt nhựa siêu nhỏ đã thấy sự giảm của protein action, một chỉ số cho hoạt động của tế bào thần kinh, được gọi là protein sợi action glial acidic, GFAP. GFAP đã được chứng minh là giảm trong giai đoạn đầu của các bệnh thoái hóa thần kinh như bệnh Alzheimer và trầm cảm. Đã cho thấy rằng khi nhựa siêu nhỏ xâm nhập vào não, nó có thể gây ra trầm cảm và mất trí nhớ. Vậy có cách gì để ngăn chặn vi nhựa đi vào cơ thể không? Gần đây, các phương pháp phân hủy nhựa đang được nghiên cứu. Lợi dụng đặc tính nhựa có độ dẫn điện cao hơn các trầm tích thông thường như cát, sỏi. Kết quả của các thí nghiệm sử dụng Corona Quangen Sider, một phương pháp sử dụng các hạt đi qua trường tĩnh điện ở điện áp cao, tỷ lệ thu hồi hạt vi nhựa có trong các vật liệu khác nhau đạt sấp xỉ 100%. Nó đang thu hút sự chú ý vì giảm thời gian xử lý so với các phương pháp hiện có và không sử dụng hóa chất nên an toàn khi sử dụng. Tuy nhiên, trên hết, phương pháp tốt nhất có lẽ là không vứt rác nhựa vào tự nhiên. Các bạn đang tò mò về điều gì? Hãy để lại bình luận nhé! Chúng tôi sẽ đem đến những video thật bổ ích. Snack, KHOA học là channel về sự hình thành và phát triển của trái đất, thế giới bên ngoài trái đất và những thế lực vô hình mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Nếu bạn thích video này, hãy like và subscribe. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.